mời các bạn cùng mình sẽ tiến vào thăm khu vực nhà chung của giáo sứ Thủ Chính thuộc về giáo hạt Nam Thiên Hải, giáo phận Thái Bình. Mời các bạn cùng mình sẽ đi vào tham quan khu vực nhà chung. Cả lắm cây các bạn, rất là đẹp. Con chào cha. Vâng, cha cho con xin cái video nhà cha. Dạ, con thấy cảnh đẹp quá, con quay, con thấy cảnh đẹp quá, con quay. Vâng ạ. Dạ, con ở trên Vinh Sơn ạ. Giáo xứ Vinh Sơn ạ. Vâng. Đây cha xứ các bạn. Vâng, đẹp lắm cha. Chúng con đang xây nhà thờ, chưa có gì. Dạ. Vâng ạ. Chúng con đang xây nhà thờ đã có gì đâu cha. Dạ, con với lại cháu nhà con. Vâng, chúng con chả bảo đi sớm đi chầu thật sự. Vâng, chẳng là mưa này thì tối nay thì mất. Dạ. Vâng ạ. Cũng có anh em gần đấy ạ. Vâng. Vâng. Cây là cây hồng quá hả anh ta? Vâng. Vâng. Đây là khu uống nước của cha các bạn nhé. Đẹp. Nhà đây nhà lá. Cháu đi chầu không cha? À vâng. Vâng. Đây là căn nhà lá các bạn nhé. Con để hành chữ là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Các bạn cùng mình đi thăm đồ cổ à, có đầm măng sông, có lọ, có đen côn. Chắc là của các cha Phước Nga. Có mâm gỗ. Có cả nồi đồng đây các bạn. Đó. Nồi đồng. Giờ mình sẽ quay cái nhà lá nha các bạn. Cha,
Bà này nguyên cây gỗ bổ đôi các bạn nhé. Đó, mâm đồng mâm gỗ nổi đồng điếu cục vâng. Bánh thể là cũng là rước ngó chúa rồi, cũng no rồi ạ. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Có nhiều người đi chầu đâu có chầu đến với chầu bàn không này. Vâng. Phải không? Vâng ạ. Chầu trả đũa không? Ăn miếng trả miếng. Vâng. Đây là cái thơ của cái sung các bạn nhé. Đâu, các bạn cùng mình đọc cái thơ của cái sung. Thơ của cây cẩm tú cầu. Các bạn cùng mình có thiên quán không? Dạ. Thiên quán á? Không ạ. Thiên quán à? À không ạ. Chúng con chưa có cái cảnh đấy. Chưa có thiên quán không? Vâng. Tôi đây là một tay làm thiên quán bán chúa chứ. Còn thế này vào đến công viên không hả? Đây là hai bu đốt gà các bạn nhé. Vâng. Như các bạn cùng mình ra một cái căn nhà lá kia để khám phá xem là cha xứ đây nuôi con gì ngoài đó. Bây giờ cây sung các bạn ơi, đi qua đây nhìn cây sung để ghé vào. Đây cũng có thơ cây sung. Cây sung sung sức thọ như sung, đại thụ thiên sinh vớt bách tùng. Gốc cụ sum xê chùm chịu quả, cảnh đua lá thắm xảo kỳ công. Thơ của các cây, thơ của cây sung. Cây khế này cũng đẹp lắm các bạn. Quê hương là chùm khế ngọt đây. Bây giờ đến cây ổi. Các bạn nhìn cây ổi. Quả chín rất là nhiều. Dưới thì một mái nhà lá nuôi gà, gà tre. Bây giờ các bạn cùng mình đọc thơ của cây ổi nhé. Cây ổi hoa không sắc thắm cũng không hương,
bình vị đơn sơ giữa đồi thường, nhựa sống đêm ngày hoa chắt lọc, vị ngọt thơm nồng trái ổi ương. Đây là một cái nhà lá nữa. Để mình quay ngôi nhà lá các bạn nhé. Tung đầu thờ rất là gần với nhà chung. Các bạn cùng mình đi tham quan một chút nữa. Đọc thơ cây khế các bạn nhé. Trèo lên cây khế thảnh thơi, hái chùm khế ngọt mà vui tâm hồn, khế chua chín cũng thơm ngon, rêu cua chua khế bún còn, mơ rêu rất là thơ, rất là hay các bạn. Bây giờ các bạn cùng mình ra đọc thơ cái nhãn. Vâng ạ. Cây nhãn đầu làng, cây dưới cuối làng, cây lai ngõ em cũng, ngõ em cây nhãn, ngõ ta cây đào, có thương mới bước chân vào, không thương có đón có chào cũng không. Đây cha xứ các bạn nhé, cha lao động, cha đang lao động. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Video mình sẽ dừng ở đây.